Đây là trận đấu diễn ra muộn nhất của vòng đấu này. Trong ngày hôm nay đã có 5 cặp đấu kết thúc vào thời điểm hiện tại, và còn một trận đấu giữa Than Quảng Ninh gặp Viettel đang chuẩn bị bước vào hiệp thi đấu thứ hai. Ngày hôm nay thì Nam Định đã vượt qua Thanh Hóa với tỷ số 4-2, Quảng Nam trên sân nhà để thua Hải Phòng. Sang Na Khánh Hòa về Việt Nam tiếp tục có một trận đấu khả quan nữa. Tiếp tục là một tình huống treo bóng vào khu 16m50 không thành công. Văn Quyết vẫn còn. Quả tạt của Văn Quyết. Đánh đâu? Bàn thắng đến rất sớm cho câu lạc bộ Hà Nội. Babeoma vẫn tiếp tục mạnh ghi bàn liên tiếp của mình. Một bàn thắng đến ở ngay phút thứ 3 của trận đấu này và câu lạc bộ đương kim vô địch đã vượt lên. Tỷ số là 1-0. Rất nguy hiểm. Đó là một tình huống mà chạy bóng đi thẳng vào khung ấu của thủ môn Victor Chiesma. Văn Dũng đầy nỗ lực. Quang Hải, Dũng Quang Nho. Đó là một cú sút, không có gì là nguy hiểm. Cú đá thẳng về khung thành của Văn Công. Đá là không đủ mạnh. Môn của câu lạc bộ rất nguy hiểm. Bóng chưa lăn qua vạch vôi. Một pha Châu Ngọc Quang. Bóng vừa chạm đầu của Phan Văn Tin, rất nguy hiểm. Không vào. Không vào. Bóng chưa lăn qua vạch vôi. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Pha bật cao tranh chấp của Felipe Martin. Chưa có bàn thắng. Trái bóng chưa đi hết qua khỏi gạch vôi khung thành. Vẫn đang là cầu thủ chủ nhà. Quang Hải có thể dứt điểm. Rất nguy hiểm. Cự ly và góc sút phù hợp cái chân trái của Quang Hải. Và ngay lập tức anh tung ra cú sút về khung thành của Victor Sesma. Cú đá thứ hai của Quang Hải về khung thành của đội khách ở trong trận đấu. Quang Hải khá hay, sút bóng, goal! Thêm một cơ hội nữa dành cho đội chủ nhà. Đó là cú sút của Đức Huy. Những đường chuyền dài của Lương Xuân Trường và không có lỗi việt vị của Văn Toàn. Goal! 1-0. Không thể tin được. Chỉ trong vòng ít ngày đều là những kịch bản giống nhau. Những bàn thua đến ở những phút cuối. Hoàng Anh Gia Lai đã thi đấu thất vọng trong cả trận đấu này. Nhưng hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội lại mất tập trung vào thời điểm mà họ không thể rút ra được một kinh nghiệm nào kể từ trận đấu với Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam. Tỷ số là 1-0. Rất khó tin. Hai lần đánh mất chiến thắng ở những phút cuối cùng. Không thể hiểu được. Cũng là một trận đấu mà Hà Nội tấn công nhiều, có quá nhiều cơ hội, nhưng chỉ có được một cách biệt tối thiểu với đối phương ở phút cuối. Và cuối cùng họ phải trả giá. Văn Toàn thoát xuống rất nhanh, dứt điểm hạ gục Văn Công ở cự ly gần.